Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày vía thần tài, giá vàng SJC đồng loạt sụt giảm theo thị trường thế giới. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày một tăng. Hiện tại, sự chênh lệch này giữa giá vàng trong nước và thế giới đã lên tới 8 triệu đồng trên lượng. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Và các bạn thân mến, hiện tại giá vàng trên thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua vì đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ neo ở mức cao. Giá vàng thế giới có thể ghi nhận đợt giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua, chiều ngày 17 tháng 2 năm 2021, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.787,5 USD trên ounce. Mức giá này được ghi nhận vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 17 tháng 2 năm 2021 theo giờ Việt Nam trên sàn điện tử Kitco. Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 0,62% xuống 1.787,9 USD trên một ounce. Giá vàng giảm trong phiên giao dịch chiều ngày hôm qua trong đà ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp vì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Bước sang rạng sáng ngày hôm nay, rạng sáng ngày 18 tháng 2 năm 2021 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tiếp tục suy giảm rất mạnh, giảm tới 22,50 USD trên một ounce. Hợp đồng vàng giao ngay giảm 1,23% so với lúc mở cửa phiên này là 1.794,22 USD. Hiện tại giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.771 cho đến 1.772 USD trên một ounce. Hiện tại, giới đầu tư lạc quan hơn về sự phục hồi của nền kinh tế từ đại dịch Covid-19. Các quốc gia đang có thêm những tiến triển mới về việc triển khai vaccine và số ca nhiễm virus cũng đang chậm lại trên toàn cầu. Sự lạc quan gia tăng đã khiến giá vàng giảm hơn 5% tính từ thời điểm hiện tại của năm 2021 và giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Khi mà đồng USD phục hồi cũng gây áp lực lên giá vàng, tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với các đồng ngoại tệ chủ chốt khác tăng 0,32% lên gần 90,8. Vậy thì lý do gì khiến giá vàng ở thời điểm này khó có cơ hội tăng giá như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày gần đây, giá vàng trên thị trường thế giới liên tục sụt giảm, không chỉ đánh mất ngưỡng 1.800 USD trên ounce mà xu hướng giảm có khả năng vẫn còn tiếp tục, dù đồng USD suy yếu hay kể cả lạm phát được cho là khó kéo giá vàng tăng trở lại. Bởi giá vàng giảm có nguyên nhân do có quá nhiều yếu tố cùng tác động xấu lên thị trường. Thị trường vàng bị ảnh hưởng mạnh bởi cơn sốt đầu cơ, hưng phấn đối với tiền kỹ thuật số Bitcoin, khi các nhà đầu tư lớn đang chuyển sự chú ý đặc biệt sang kênh đầu tư mới mẻ này. Theo dữ liệu của CoinMetrics, giá Bitcoin vừa tăng 3% lên mức cao nhất từ trước cho tới nay lên 50.389 USD. Vào ngày 16 tháng 2, đà tăng của đồng tiền điện tử có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới liên tục được thúc đẩy bởi sự quan tâm của các doanh nghiệp lớn như là Tesla, Mastercard và BNE Mellon. Như vậy, kỷ lục mới đã đưa Bitcoin tăng tương đương khoảng 70% kể từ đầu năm. Động thái của các doanh nghiệp lớn dường như vẫn đang mở cửa ra tương lai sáng cho Bitcoin. Giá vàng có thể tiếp tục còn giảm khi tâm lý lạc quan về triển vọng tăng trưởng về lợi nhuận doanh nghiệp bắt đầu được nhen nhóm. Tuần qua là một tuần hút vốn mạnh chưa từng có của thị trường chứng khoán toàn cầu. Thậm chí với 12 phiên tăng liên tiếp, chứng khoán toàn cầu có khả năng đã ghi nhận chuỗi leo dốc dài nhất trong vòng 17 năm. Khi tâm lý lạc quan về đà phục hồi kinh tế lan rộng, nhiều thị trường chứng khoán thế giới tăng giá mạnh. Theo chuyên gia Andreessen, giá vàng đã tăng cao hơn 0,20% vào thứ ba, tức ngày 16 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Trong ngày tới sẽ còn dao động trên dưới ngưỡng 1.800 USD trên ounce. Tuy nhiên, giảm vẫn là xu hướng chủ đạo và mức giá 1.764 USD trên một ounce được cho là hợp lý. Dự báo giá vàng sẽ ở dưới 1.800 USD trên ounce một chút vào cuối năm. Giám đốc chiến lược của Morgan Stanley tin tưởng giá vàng sẽ tiếp tục giảm so với mức hiện tại ngay cả khi lạm phát gia tăng. Hiện tại, giá vàng trên thị trường vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng Vietcombank đang ở gần mức 49,9 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí thì đã thấp hơn khoảng 8 triệu đồng trên lượng so với giá vàng SJC trong nước. Vậy thì, giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước.
Giá vàng tại thị trường vàng trong nước được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào ở mức 56,35 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 56,9 triệu đồng trên lượng. Và có tổ chức bán ra ở mức 56,92 triệu đồng trên lượng, lần lượt giảm 400.000 đồng trên lượng và 450.000 đồng trên lượng so với phiên cuối cùng trước Tết Nguyên đán. Chênh lệch giá bán và mua vẫn đang ở mức cao là 570.000 đồng trên lượng. Tại tập đoàn Phú Quý, đã niêm yết giá mua và bán ở mức 56,35 cho đến 56,85 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán đang ở mức 500.000 đồng trên mỗi lượng. Và để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 18 tháng 2 năm 2021 để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Chiều mua vào là 5.635.000, bán ra 5.690.000. SJC Hà Nội mua vào 5.635.000, bán ra 5.692.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.630.000, bán ra 5.685.000. Doji Hà Nội mua vào 5.630.000, bán ra 5.680.000. Tại hệ thống Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội, chiều mua 5.635.000, bán ra 5.690.000. Phú Quý SJC chiều mua 5.633.000, bán ra 5.680.000. Mi Hồng mua vào 5.650.000, bán ra 5.685.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank mua vào 5.645.000, bán ra 5.675.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.625.000, bán ra 5.675.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, chiều vào 5.635.000, bán ra 5.692.000. SJC Nha Trang mua vào 5.635.000, bán ra 5.692.000. SJC Cà Mau mua vào 5.635.000, bán ra 5.692.000. SJC Bình Phước mua vào 5.633.000, bán ra 5.692.000. SJC Huế mua vào 5.632.000, bán ra 5.693.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.635.000, bán ra 5.690.000. SJC tại khu vực miền Tây chiều vào 5.635.000, bán ra 5.690.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.635.000, bán ra 5.690.000. SJC Long Xuyên chiều vào 5.637.000, bán ra 5.695.000. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhẫn bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, chiều vào 5.435.000, bán ra 5.495.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.405.000, bán ra 5.475.000. Vàng 24K mua vào 5.320.8.000, bán ra 5.420.8.000. Vàng 18K mua vào là 3.921.7.000, bán ra 4.121.7.000. Vàng 14K mua vào là 3.007.2.000, bán ra là 3.207.2.000. Vàng 10K mua vào là 2.098.3.000, bán ra là 2.298.3.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. Đầu tiên là P&G nhẫn 24K mua vào 5.440.000, bán ra 5.490.000. Nhẫn SJC 24K mua vào 5.435.000, bán ra 5.495.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.